Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép em được xin chân thành cảm ơn tất cả những anh em khách thủ trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng kênh của em và ủng hộ máy của em bên em ha. Và đã có những phản hồi, những hình ảnh, những video lại cho em để em chia sẻ lại cho những anh em khách thủ khác tham khảo ha. Em cũng rất trân quý những tình cảm của anh em dành cho em nha. Và tiếp sau đây là con máy của anh Dương ha, em cũng vừa hoàn thành xong con máy của anh Dương, khách hàng ở An Giang, em mới vừa sửa chữa nâng cấp xong nha. Là con máy của anh là nguyên bản là 28 sò D, nhưng mà em có tích hợp lại cho anh là thu gọn lại chỉ sử dụng 10 sò 10 D thôi. Là con máy 28 sò D của anh mua cơ sở khác ha, đánh không đạt, không hiệu quả, quả hao bình nha. Và anh nhờ em sửa chữa nâng cấp các thứ, là em làm sang hộp gỗ luôn nha, làm theo nguyên bản bên em, là mẫu mã là do em thiết kế ra, là con máy 20 sò D ha, 10 sò 10 D nha anh em. Và đây mặt trước của con máy đây ha, cũng như những con máy khác thôi nha anh em. Là em có làm hai chế độ cho anh, là một yếu, hai là mạnh. Còn đặc biệt thêm là em có công tắc ha, chuyển chế độ đánh cá rô phi. Anh giờ anh đánh những mặt cá khác thì bật xuống cho em, còn muốn ăn rô phi bật lên chữ rô phi ha, và bật lên mức 2 này, đá rô phi nó hiệu quả hơn. Còn cái đầu ra này là đầu ra vợt ha. Còn bên hông máy đây nha, là em ký hiệu rõ ràng cho anh đây nha, cộng trừ để cò bóp ha. Cò bóp thì theo yêu cầu của anh, làm dây cò bóp cho anh làm bằng bằng chải đánh răng ha. Chung mà cò bóp bóp này rất bền như em, cái này là kiểu cò bóp truyền thống ha. Là anh em nào mua máy bên em á, muốn sử dụng cò bóp truyền thống thì nói cho em làm cho anh em theo yêu cầu ha. Chung là cò bóp này là nó bền nha em, bền nhưng mà xuống nước nó không bị đóng đất, trong đóng đóng phèn nào đó, là nó dễ tiếp xúc hơn so với cò bóp hiếp thủy tinh ha. Cò bóp hiếp thủy tinh nói chung là nó hiện đại, nó đẹp, nhưng mà cái hạn chế chỗ chỗ con ốc đồng này nè, nó dễ bị đóng ten ha. Còn đối với cò này thì anh em là đánh không bị tình trạng như vậy ha. Dây cò bóp này là hai dây của anh ha, là anh Dương đã sử dụng một mình con máy 8 feet băm D3 nha, là năm năm trước ha. Là hôm nay anh cũng hỏi hỏi mua thêm hai cọng dây để dành xe cua, lỡ có hư dây thì anh thay dây vào. Anh cũng yêu cầu làm cho anh là cò bóp bằng bằng truyền thống nha, đây rất dẻo dai nha nè. Còn máy thì em làm mà tích hợp đầy đủ tất cả các chức năng cho anh ha, là chống kẹp ngược, chống chập vợt, chống giật cò bóp đầy đủ cho anh. Là em có phủ chống ẩm lên dàn công suất, là để đảm bảo cho nó nước mưa nhỏ, là anh em chống nước nhỏ nhỏ là bình thường ha, nó không ảnh hưởng đến dàn công suất nha anh em. Là con máy này của anh Dương, chung là anh sửa dùng anh em của ảnh ha, chứ không phải là của ảnh có sử dụng một con máy 8 phép mình rồi, điện tử ha. Máy này là của anh em của ảnh nhờ gửi sửa giùm. Đang đi ra thì em cũng không quay video lên đây ha, tại vì cũng cho đỡ mất thời gian nha anh em, chứ phần khách quen thì em cũng ít quay video trả máy lắm. Nên anh em sửa chữa thì các thứ thì nói chung em cũng ít quay, tại vì anh em có làm ăn với nhau rồi, tin tưởng nhau rồi, không cần quay lên đây ha. Còn tại vì con máy này là máy của anh em của anh ha, nên em quay, em test thực tế cho anh em xem cho nó anh em an tâm sử dụng ha. Rồi bắt đầu em test máy cho anh đây nha. Trước tiên là em test bóng đèn nha, coi nó máy nó ra tải hay chưa. Còn máy bên em là cái chuẩn em làm đặt ra là tiếng máy kêu nhỏ để cho anh em nghe tiếng cá nó ực, nó ọc, nó chép là nó dễ bắt cá ha. Dòng máy này em có tích hợp cái mạch hút cá cho anh luôn nha, cũng như những con máy mới bên em. Hiện tại là
Đầu năm 2022 này là em có những con máy cơ, em đã có tích hợp mạch hút cá vào con máy á, là những anh em kích thủ là phản hồi là rất đạt và rất hiệu quả nha anh em. Đánh ngoài trống là cá nó chào lên tới vợt ha. Rồi lên nha anh em, rồi em kẹp bào em test máy cho anh em đi ha. Rồi là em đã kẹp bình vào rồi nha anh em. Giờ bây giờ test máy cho anh đi ha. Test trước tiên làm test bóng đèn nha. Giờ chuyển sang mức 2 nha anh em. Rồi bây giờ em chuyển sang thử lửa ha. Rồi bây giờ em chuyển đang để mức 1 nha anh em. Để em dời cái này qua ha. Chung là mình có lắp cái mặt tích hợp mạch mạch hút cá vào con máy á, nên là lửa anh em không thấy nó nhẹo nhẹo như lúc trước ha. Nhìn giờ này lửa nó nổ lát chát thôi nha anh em. Đó, giờ em chuyển số 2 ha, mức 2. Là cái mạch hút cá này là em đã cho ra thị trường ha, trong 2022 này là anh em kích thủ là phản hồi lại rất đạt và rất hiệu quả nha anh em. Là những anh em kích thủ nào á có dùng ở bên em rồi nhưng mà chưa có được tích hợp này á, tích hợp mạch hút cá, thì trong 2021 thì em chưa có ra phiên bản lắp mạch hút cá vào máy ha. Nhưng mà hôm nay em có 2022 này em có tích hợp vào máy để cho anh em đánh cho nó hiệu quả, càng hiệu quả hơn nha anh em. Rồi anh em nào có chưa được gắn á, nếu mà sử dụng máy bên em nếu chưa được gắn á thì anh em thì muốn muốn lắp thì gửi về em ha, em lắp cho anh em miễn phí. Rồi tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường nha anh. Rồi em sẵn sàng và đóng gói và gửi đến anh ha. Rồi trước khi kết thúc video ha, em cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em khách quý, anh em kết thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp nha, đặc biệt là anh gửi đến gia đình anh Dương ha, chúc gia đình anh và toàn thể anh em là dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt nha. Anh em nào có yêu quý mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh ha và có động lực làm ra những con máy để chất lượng hiệu quả cao cho anh em kích thủ nha. Anh em đừng quên đăng ký bật chuông nha, để nhận được những video mới nhất từ từ mình nha anh em. Rồi xin chào anh em nha. Và xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những con máy tiếp theo nha.